Lại thêm một nhà vườn nữa rao bán á chị, rao bán giá hợp lý nha chị nha. Thì theo như em Điền thấy, kênh của em Điền thường thường đăng những cái clip về nhà vườn, thì anh thấy cô chú chị thường hay quan tâm đến cái nhà vườn nghỉ dưỡng anh chị. Anh thấy lượt xem nó nhiều và tương tác nó tốt anh chị. Thì nay em có một cái nhà vườn này nữa đó, muốn quay tới gửi tới cô chú chị xem bất động sản nhà vườn này nữa ha. Thì những clip trước thì em Điền thấy cô chú chị có những cái ý kiến á, là trái chiều và có ý kiến là tốt về cho bất động sản đó. Nhưng mà em Điền cũng nói luôn là những người mua có quan điểm khác nhau ha. Như em Điền nói thì những người mà đã thích cái bất động sản đó rồi, quan điểm những người đã thích bất động sản đó rồi, đã yêu thích bất động sản đó rồi, thì về cái phần giá cả hay như thế nào đó thì người ta thấy cảm thấy ân ý là được, và giá cả nó hợp lý là được đó. Còn có những quan điểm, có những người thì quan điểm là cái nhà vườn đó mình cảm thấy nó không hợp với mình, hay là mình cảm thấy xấu quá, mình cảm thấy là cái thiết kế này không ưng ý mình. Thì tất nhiên cho dù cái gia chủ này có đưa ra giá nào đi nữa thì cái người đó vẫn là kêu cái bất động sản đó mắc. Thì bất động sản này em muốn giới thiệu tới đây thì giá cũng tầm trung thôi anh chị, cũng không có nhiều tiền lắm. Em sẽ nói sơ qua ha. Bất động sản mình thì có là 36,7 mét mặt tiền đường này ha, đường hiện hữu có trên sổ nha. Đó. Và sâu vào trong 91 mét, nở hậu 37 mét ngang. Đó, nở hậu 37 mét. Đó, nguyên một vườn là cây xanh này kia luôn, nhà vườn rất là đẹp, em thấy rất là đẹp. Giá thì em nói tầm trung là 5 tỷ anh chị. Tổng bất động sản này 5 tỷ thương lượng. Đó. Và bất động sản mình có là hướng Tây, Tây Nam anh chị. Bây giờ em đi sẽ quay chi tiết cái bất động sản này. Cô chú chị chịu khó xem hết video này nha. Tại đôi lúc video này cô chú chị thì có những người sẽ không có đủ tài chính tới cỡ này để mà mua bất động sản này. Thì có thể là mình ngồi lại mình xem tham khảo. Rồi bây giờ em đi sẽ đi về vấn đề chính bất động sản này. Là em hiện tại em đang có mặt ở tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Xã Phước Tân thì giáp với thị trấn Phước Bửu, và đi xuống Hổ Tràm cũng rất là gần, nhưng mà vị trí xã Phước Tân này thì xuống biển cũng không gần lắm. Gần nhất là biển Hổ Tràm là cách khoảng 15 cây số ha. Đường này mình đi ra thông với lại đi ra được thông ra đường 328 anh chị. Đường 328 đó là mình đi xuống biển luôn, đường chính xuống biển ha. Thì từ đây ra đó đâu khoảng mất tầm 2 cây đến 2 cây rưỡi. Hướng này ha, đi được quốc lộ 5 luôn nha, đi xuống biển là đi giao với quốc lộ 5 luôn anh chị ha. Rồi quay lại hướng này thì hướng này đi ra được Phước Tân Suối Rau đó, đường đi Sài Gòn, đường huyết mạch đi từ Sài Gòn về đây ha, Đồng Nai Sài Gòn, Biên Hòa Đồng Nai gì đó, là Bình Dương á đó. Rồi đường này cũng đi ra được tỉnh lộ 328 luôn anh chị ha. Đó, đi ra đây ngã tư mình rẽ phải là đi thẳng một mạch ra ngay chợ Cây Điệp luôn, chợ của Phước Tân ha. Thì đâu đó khoảng là hai cây số anh chị ha, 2 cây số ra đây và ra Phước Tân Suối Rau đó bạn đó. Rồi bất động sản mình thì bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong bất động sản mình đó. Trước khi vào thì ở trước đất mình có cái hành lang trừa lại vỉa hè đó, trồng cây cảnh 2 cây xanh ha, rất là đẹp mắt đó. Bên này thì có một phiến đá rất là đẹp, nhà vườn này gia chủ mình siêu tầm ha. Đó, siêu tầm và thuê người vẽ này lên kia luôn. Này thì không có khắc, đây là vẽ thôi chứ chưa có khắc. Đó, qua tới bên này ha. Qua bên tới bên này là 36 mét mặt tiền anh chị. Tất nhiên là đường này đường hiện hữu rồi. Em cũng nghe nói là tương lai là đổi nhựa đó, tại vì những cái phía khu vực bên kia thì đã trải rồi. Và bên này thì chưa, nhưng mà tương lai thì sẽ trải thôi. Qua bên này anh chị ha. Đó. Bước một sản mình qua tới đây là 36,7 m mặt tiền đường. Cái khu vực xung quanh đây thì tất nhiên là sẽ có điện rồi, tại vì khu này khu dân cư, gần khu dân cư luôn ha, nhưng mà hơi thưa chút xíu. Đường điện có hết và bước một sản mình đã có những cái đây, đường điện 220V và đây những đèn đường ha, đèn đường năng lượng mặt trời.
Hiện tại cái khu vực đây thì đang sử dụng là nước khoan thôi chị, chưa có nước máy nha. Tại bất động sản ở huyện Xuyên Mộc thì đang ngày càng phát triển, mà nên là em thấy hạ tầng làm đường nhựa, lấy đường nhựa rất là nhiều, không những ở đây, ở những chỗ khác của trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nha. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành vào trong. Thì qua cái cổng này, tất nhiên là đi xe ô tô, đi xe du lịch thoải mái rồi. Cổng rất là rộng, đi vô thoải mái luôn. Vô thì mình có cái nhà xe phía bên này ha, xíu em sẽ qua bên đó. Đó, đi vào cổng thì đập vào mắt của chú chị là một vườn, một hàng cây ha. Để em điền qua bên này trước đây. Đó, qua này ha. Có những cây cây xanh, xoài, mít, tầm lâm, bà la đó, cây hoa sữa. Đây, cái mình tới đây thì mình sẽ gặp cái chỗ này gia chủ mình làm kiểu là khu vui chơi anh chị, khu vui chơi. Mấy cái trụ làm bằng những trụ tiêu anh chị ha, xích đu, ngồi ghế, cái đá, nói chung là ngồi chơi đó. Và bất động sản mình tất nhiên là hệ thống tưới nước tự động đã lắp đặt hết bất động sản mình rồi. Như em Điền cũng đã nói là bất động sản ở đây thì chỉ có là nước khoan thôi, nước khoan giếng ha. Nhưng mà rất là sạch sẽ nha, nước này rất là sạch. Chỗ này thì chưa sử dụng được nước máy ha, chưa vào đây thôi. Ở trên đất mình thì có một cái nhà vườn đó, nói chung là nhà nhỏ nhỏ đủ để mà một cặp vợ chồng vào ở, hoặc là có những người ở lại chơi ở lại cũng được ha. Trong đó tích hợp là phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, toilet riêng trong đó ha, có đầy đủ ha, một tệt một lầu. Rồi bây giờ em sẽ qua bên này, qua bên này ha. Bên này cũng là trồng cây cối rất là nhiều và làm những cái lối đi rất là đẹp. Đó, cô chú chị cứ xem hết video này đi, mình có thể tham khảo được mà. Cho dù mình có tiền hay không có tiền mua thì mình cũng có thể xem cho vui, để xem tham khảo thêm ha. Bên này khu vực nhà xe anh chị ha. Cây này chắc cũng lâu năm lắm rồi. Cây này tên gì em quên mất tiêu. Nói chung mình biết cái tên cây này nhưng mà quên. Bên này có cây lọc vừng. Một hàng lọc vừng trồng phía trước gần cổng luôn. Trước thì gia chủ mình có lắp một cái nhà di động nhỏ nhỏ này cho cái người làm ở đây bảo vệ anh chị ha. Tại ảnh gia chủ mình cũng có làm cái công ty á, nên là lâu lâu cũng cho có cho nhân viên về chơi đây chơi này kia đó, có lắp một cái này bảo vệ ở lắp bọn ngoài cổng á. Nhưng mà thời điểm này thì anh chị cũng đã biết rồi, khó khăn quá, không có thể nào mà thuê nhân viên để mà quản lý cái được cái bất động sản này nữa. Giờ cũng đang kẹt anh chị. Thì như em Điền cũng có nói là giá là 5 tỷ có thương lượng đó, tổng diện tích là 3.247 mét vuông đất vườn. Cây đu đủ này, cây cốc rừng này kia đó, đá, cây cổ thụ rất nhiều. Thì hiện tại bất động sản mình tên đất thì đang có người cho người ở thôi, chứ không phải cho thuê, cho người ở để có chỗ ở và một phần là để mà quản lý và tưới nước cái bất động sản mình. Bất động sản mình có nhiều lối đi nha, lối đi này xuống đây, đi xuống, nói chung là lối đi quanh đất luôn, đi như giống như mê cung vậy anh chị. Đó. Đây anh chị, khu vực phía dưới có bàn, bộ bàn, cái đá trên ở dưới trệt nha, ở trên lầu. Nói chung là nhà này cũng xây kiểu đơn sơ thôi, chứ tại vì bất động sản mình là đang là đất vườn thôi, chứ chưa có thổ cư anh chị. Xây như vậy cũng thoải mái thôi, bởi vì có một cái nhà nhỏ nhỏ mình làm vườn mà. Đèn năng lượng thì đèn năng lượng để đặt khắp nơi bất động sản mình. Đi ranh đây, ranh mình thì ranh móc rõ ràng rồi, bất động sản mình đã rào lại hết rồi, rào lại cái B40 anh chị, cảm B40.
đây là những cây cao kiển nha, cây này cây cao kiển cây gì đây, cây cóc ha, rừng bên này cây sum xoài cao tầm lâm thứ luôn, có cả cây ăn trái nữa, cây chuối dưới nữa. Ở ranh mình đi thẳng xuống đây là 91m này. Ở sau thì nuôi gà, nuôi ngỗng. Từ này có bồn chứa nước anh chị ha. Đó, bồn chứa nước. Rồi ranh mình tới đằng kia. Nói chung là đất mình vuông. Nở hậu 37m anh chị. Phía sau là vườn chuối. Cái này là cây sabuche này. Còn nhỏ mà có trái rồi. Đó, cây cóc này chị. Đây cây cóc này. Cóc không hạt này. Đó, ngon lắm anh chị. Em cũng cắn miếng luôn thử coi. Nó hơi chua. Chua ít anh chị. Ở đường đá. Thì cái lối đi của mình thì gia chủ mình rải đá mi hết anh chị ha, để đi cho sạch ha. Nhìn cái vườn cây này thì có vẻ là đứt màu mỡ chị, đứt này hình như là đứt đỏ hay sao, đứt đỏ màu mỡ lắm chị. Nào, vườn chuối nguyên vườn chuối luôn. Chuối này thì chắc chuối gì em cũng không rành, hình như chuối mốc hay sao. Rành mình tới đây ha là 37m, chiều hậu của mình là 37m, nở hậu 1m nè. Đây từ đây kéo lên mặt tiền phía ngoài. Vị trí này mà mình đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bộ thì cũng không xa lắm anh chị, khoảng đâu đó là 4 cây hoặc 5 cây thôi là ra tới đó rồi. Thì tiện ích ra ngoài đó thì đầy đủ rồi, không thiếu gì anh chị ha. Còn ra mà ra để ra chợ mua sắm đồ ăn đồ uống này kia thì đi đường đầu kia đó, đi đường đầu kia thì khách khoảng là 2 cây thôi, 2 cây số, cũng gần chứ không xa lắm. Đúng chức là nhà vườn luôn chị. Nhà vườn này thì tầm trung thôi, cũng không có đẹp lắm như cái nhà vườn mà em quay bên chỗ phía ấp Tân Trung gần nhà em á. Còn cái nhà vườn đó em thấy cực kỳ đẹp luôn á chị. Đó, gia chủ mình tạo cái lấy đá mình tạo một cái khuôn để mà trồng phía trong. Mình thay vì mình sẽ xây gạch nhưng mà mình anh gia chủ mình làm từ đá luôn. Đó, có gì xài đó luôn, cây nhà lá vườn. Tất nhiên đá này thì nằm trên đất rồi anh gom lại thôi chứ cũng chẳng phải mua về đâu chị. Đó, thì em Điền cũng nói là có gì xài đấy đó, đất cây nhà lá vườn. Đó, nãy giờ em đi một vòng lại đất mình rồi đó chị. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì đi đường suối rau đó anh chị, về khoảng 2 tiếng rưỡi thôi là tới đây rồi. Trước khi xuống biển thì cô chú chị gặp cái này trước rồi mình mới xuống biển sau ha. Nói chung là cũng thuận tiện cái giao thông mình đi. Rồi bây giờ em cũng đi hết cái nhà vườn rồi. Thì cô chú chị nào mà có quan tâm đến cái nhà vườn này hoặc là muốn đi xem tham khảo, không cần mua nha, mình đi xem tham khảo cũng được. Đó, để mà mình tìm một cái mảnh đất khác mình tham khảo, mình về mình set up cho cái nhà vườn mình nó chỉnh chu hơn. Rồi cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền nha. Cô chú chị số điện thoại của em Điền thì có nằm trên đó, có gì liên hệ em. Rồi em cũng có để những cái phần bất động sản giá rẻ nằm phía dưới phần mô tả anh chị. Đó, nằm phía đó thì cô chú chị có thể tham khảo thêm phía đó ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những clip sau của em Điền nha. Xin chào và hẹn gặp lại.